Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê chơi BCB, đam mê đi rừng, đi săn bẫy. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác anh em những cuộn băng keo ngụy trang để phục vụ anh em mà đam mê BCB. Có thể tham khảo những cái cuộn băng keo này các bác về dán cho những khẩu anh em nhé. Đấy, những cây củi mình nó ngụy trang rất là đẹp, hợp cho anh em mà đi rừng săn bắn. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Bên em là một cơ sở chuyên bán hàng online chuyên nghiệp nên bán rất nhiều sản phẩm anh em nhé, đồ đi rừng đấy, đồ săn bắn, tất cả các dòng loa bẫy chim hay là những quần áo ngụy trang đi rừng đấy. Thì hôm nay em giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo anh em nhé. Đây là những cuộn băng keo hàng mới về, tất cả những cuộn này dài 10 mét hết anh em nhé. Đấy, đây là cuộn băng keo to đấy, băng keo ngụy trang màu mẫu to. Cuộn này thì bên em đang bán với giá là 100.000, chưa bao ship anh em nhé. Anh em có thể mua thêm những cái đồ dụng cụ bên em thì bên em sẽ bao ship luôn. Đấy là em vất vào đấy là em bao ship luôn. Thế còn các bác mua riêng thì sẽ cộng thêm mấy chục nghìn tiền ship anh em nhé. Đấy, đây là những cuộn băng keo vải anh em nhé, dài 10 mét, màu lá cây khô, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, thế còn cuộn này cuộn băng keo 3D, mẫu này thì không thấm nước, anh em mua khá là nhiều. Mẫu này thì anh em dùng rất là ok. Đấy. Ngoài ra thì có rất là nhiều màu anh em nhé. Đấy, màu dàn di đốm này. Đấy, màu dàn di đốm này. Hay là cái màu dàn di lính màu màu sáng này. Màu dàn lính màu 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 lính này anh em nhé. Màu kiểu như dàn di lính màu cây xanh rất là đẹp. Đấy. Nên là có rất nhiều màu. Hôm nay số lượng về rất là nhiều. Đấy, nên là anh em nào mà đang có nhu cầu tham khảo những cái cuộn băng keo này thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy. Bên em là luôn luôn giao hàng xuất hàng qua ngành bưu điện. Đấy, anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Ngoài ra thì bên em có tất cả các mẫu băng keo nhỏ anh em nhé. Đấy, băng keo mà co giãn đấy thì bên em cũng bán đầy đủ hết đấy, để phục vụ anh em. Hôm nay thì em không bỏ ra vì hôm nay em chỉ quảng cáo mẫu băng keo to này thôi. Nên là các bác nào mà đang quan tâm thì alo trực tiếp hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để các bác tham khảo. Đấy, nên là một cái video rất là ngắn thôi. Đấy, các bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.